Hello, trước hết mình xin chào các bạn. Mình là Danh. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thông tin về cái kiếm tiền trên Binomo. Và nhiều người cứ nghĩ là kiếm tiền Binomo là một cái hình thức kiếm tiền rất là siêu lợi nhuận. Mình sẽ chia sẻ cho bạn những thông tin về trên YouTube. Bây giờ có rất nhiều cái nguồn tin là nói là kiếm tiền rất đơn giản nhưng không phải như vậy. Các bạn hãy cảnh tỉnh và đề phòng trường hợp lừa đảo nha. Đây, Binomo. Chỉ cần search từ khóa là Binomo này, nó sẽ lên hàng loạt thông tin nào là bắt đầu kiếm tiền với các tùy chọn trên lệch như thế nào này, hướng dẫn cách chơi Binomo cho người mới chơi này, Binomo lừa đảo này. Mình thấy là rất nhiều người nói à đây kiếm được 400 đô dễ dàng này, rồi kiếm 18 đô trong 2 phút này, kiếm 200 triệu một tháng này, toàn lừa đảo đấy mà các bạn à, các bạn cẩn thận. 10 triệu này, 20 triệu, 50 triệu từ Binomo này, tất cả đều lừa đảo hết. Kiếm 200 đô 30 phút, các bạn nghĩ đi, một ngày người ta làm vất vả bao nhiêu công sức mà kiếm được có bao nhiêu tiền ra ngoài, giờ chỉ có 30 phút mà kiếm 200 đô, rồi kiếm mấy ngàn đô, mấy chục triệu trong cái tiền, cái triệu đô trong một tháng, thì các bạn nghĩ nó không thể mà nó có một cái khoản lợi nhuận siêu lợi nhuận vậy được. Nên mình khẳng định các bạn là đó là lừa đảo ấy. Này, bây giờ mình sẽ mở cái tài khoản lên và mình sẽ làm cho các bạn thấy nha. Đây là tài khoản demo, là tài khoản để tập thôi chứ còn không phải là tài khoản thật. Thực ra mình muốn làm đầu tiên mình cũng muốn kiếm tiền như này nhưng mà mình thấy nó lừa đảo nên mình muốn chia sẻ cho mọi người, nên mình đề phòng nó. Được hết nè, mình sẽ đặt một cái lệnh nè, chỉ xin 100 đô đi. 100 đô là tiền ảo, tiền không phải tiền thật nha, các bạn đừng tưởng mình. Giả sử mình đó, mình đem bây giờ các bạn nghĩ đi, cái đánh theo thị trường cứ lên xuống và thời gian của mỗi cái đây, giả sử mình đây mình cho mình đánh thử một cái là thị trường đang xuống đi, rồi thị trường đang đi xuống thì mình mua xuống đó. Đó, giờ đây là chỉ có 1 phút thôi, bạn nghĩ đi, 1 phút mà bạn có thể kiếm 100 đô và thua 100, kiếm được có 80 đô. Đó, thời điểm khi nếu mà nó lên thì bạn kiếm được 81% thôi. Nếu như bạn bỏ ra 100 đô thì các bạn có được có 81 đô. Còn các bạn thua thì các bạn thua hết 100 đô. Đó. Giờ tới khi ví dụ như vậy đó, bạn nghĩ đi, trong 1 phút là ai là người đã tiền cho bạn? Và bạn sẽ được tiền và bạn sẽ toàn mất tiền không? Mình nói điều này để các bạn cảnh tỉnh, họ đánh vào lòng tham của mỗi người. Chẳng hạn như vậy đây, các bạn nghĩ đi, bỏ 100 mà ăn được 81 đô tiền lời, còn nếu mà không được thì mất tráng 100 đô. Các bạn có nghĩ đây là một hình thức đầu tư thông minh không? Mà còn có lừa đảo nữa chứ. Đó, chỉ có 1 phút thôi, bây giờ chỉ còn 24 giây thôi. Đó. Bây giờ nếu mà đây là tài khoản demo nha các bạn. Các bạn chơi demo hơn. Nếu chơi tiền thật các bạn sẽ cảm thấy nhiều lúc tiền mình bỏ ra là họ muốn cho mình ăn cũng được, cho mình thua cũng được, không phải dễ dàng kiếm tiền được như vậy đâu. Tất cả những người ngồi thì mình nói là 1 phút mà kiếm được 100 đô là như thế này này, 1 phút mà kiếm tiền như vậy là còn lừa đảo hết đó. Rồi giả sử thế này là thua 100 đô rồi nha. Đó. Giờ mình nhìn thấy đô thị đang lên, thì mình đặt lên cho nó lên đi, cho nó đặt lên, nãy đặt lên cho lên đi, đặt lại lớn hơn, ví dụ như là gỡ lại không, nó sẽ như 200 đô đi, làm cho nó nhanh cho các bạn thấy, dễ thấy nha. Đặt lên các bạn cẩn thận bị lừa đấy nha, chơi cái này không ổn đâu. Nộp tiền vô, còn có nhiều người nộp tiền vào trong này nhưng mà khi chơi á, thì rút ra không được, đã chơi thì không ăn được mà
chơi vô là rút tiền ra không được. Các bạn cẩn thận nha, coi chừng bị lừa nha. Giả sử giờ các bạn nghĩ đi, chỉ trong vòng 1 phút ai là người mà đưa cho bạn tiền lợi như thế này được, còn lừa đảo không? Thôi rồi, tôi thấy cái này giống như mình nhờ chơi tiêu khiển mà tự nhiên thấy họ lừa đảo mình, người khác đó, mình thấy mình phải cảnh tỉnh cho mọi người tránh bị lừa đảo. Đó, giả sử mình chơi này đó, bạn ấy đi, giả sử mình chơi chỉ trong vòng 1 phút thôi, ai là người đưa tiền cho mình? Chỉ chơi 1 phút chơi thế này đây, bạn ấy ăn thua trong vòng có 1 phút đồng hồ thôi. Thậm chí là cái thuật toán này là bên Binomo sẽ viết ra cái giải thuật là khi mà người chơi đặt lên á, thì khi mà chơi tiền thật nha, thì đặt lên thì nó sẽ cho tiền xuống, cho cái biểu đồ ra đi xuống này. Nếu bạn đặt xuống á, thì họ sẽ cho biểu đồ đi lên, thì cái đó là vô tình là làm cho cái tiền mặt đầu đầu tư vào đó là mắc, là thua, là thua lỗ, là mắc. Cách đơn giản thôi, viết giải thuật là dù cho người ta đánh xuống thì họ cho biểu đồ chạy lên, mà đánh lên á, thì cho biểu đồ chạy xuống đó. Còn trường hợp mình tài khoản demo thì ví dụ người ta tạo ra demo thì quá đơn giản, ví dụ như demo thì cho ăn cũng được cho thua cũng được bình thường, nhưng mà khi bạn chơi tiền thật vô thì bạn thấy thấy nó, thị trường này rất là khốc liệt và không dễ kiếm tiền như các bạn nghĩ, nên không thể xem được kiếm tiền như thế này một cách đơn giản như thế này mà đưa vào cuộc sống mình để đi kiếm tiền, mà coi nó là một công việc để kiếm tiền thì các bạn đã sai lầm rồi. Chia sẻ các bạn hôm nay như vậy thôi, mình cảm ơn các bạn theo dõi nha, tạm biệt.